Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vitsan cho biết, mức đề xuất tăng giá của đơn vị là 30%, nhưng các cơ quan nhà nước chỉ chấp thuận cho tăng từ 6 đến 14,3%. Thậm chí do các loại thịt được bán nhiều, phần lớn cho tăng mức thấp hơn, nên tính bình quân mức giá tăng chỉ chưa tới 10%. Thời điểm trước, giá heo hơi còn 57.500 đồng, hiện đã lên 61.500 đồng một ký. Với lượng thịt heo bán ra khoảng 60 tấn một ngày, doanh nghiệp lỗ nặng. Hiện nhiều siêu thị đã điều chỉnh tăng giá thịt heo bán lẻ với mức phổ biến 6.000 đến 15.000 đồng một ký. Tuy nhiên, các đơn vị này cho rằng vẫn đang thua lỗ vì mức tăng còn thấp. Trước đó, sau khi các đơn vị bình ổn, gửi đơn kiến nghị tăng giá thịt heo bán lẻ cho phù hợp với giá tăng heo hơi, Sở Tài chính TP.HCM cho biết các loại thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường được tăng giá từ 6.000 đến 16.000 đồng một ký tùy loại. Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết mức tăng giá bình ổn vừa qua được cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố, trong đó cân đối giữa quyền lợi doanh nghiệp và người dùng. Đặc biệt, nhiều thời điểm giá thịt heo xuống thấp, nhưng giá bán lẻ trong diện bình ổn không giảm nhiều, vì thế không thể tăng nóng như giá bên ngoài.